cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con mở lòng mình chào ngày mới với lòng biết ơn. Tin mừng hôm nay chia sẻ về nữ ngôn sứ Anna không thể giữ kín niềm vui của bà được. Bà nói về hài nhi cho hết những ai mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Nếu con khám phá ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tâm hồn mình, thì con sẽ không thể cưỡng lại được. Chính việc không thể cưỡng lại khi con chia sẻ những mong ước tròn đầy của mình sẽ được loan ra. Con bước vào tâm hồn mình với niềm vui nơi con để lan tỏa niềm vui đến người khác. Con xin dâng Chúa ngày sống để cầu nguyện cho các giáo lý viên trở nên nhân chứng bằng chính cuộc sống của họ, là một tin mừng sống động và canh tân. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con dành vài phút để nhìn lại ngày sống. Khi con trò chuyện với Chúa Giêsu, vấn đề không phải là đưa ra toàn bộ giáo lý, cũng không phải là đánh đồng cuộc trò chuyện với nhiều đề tài. Vì ở đây, cuộc trò chuyện cũng có giá trị khi không quá nhiều kiến thức được nhồi nhét và làm thỏa mãn linh hồn, nhưng là cảm giác và yêu thích những sự bên trong tâm hồn. Chất lượng thì quan trọng hơn số lượng. Mục tiêu là để giúp đỡ tha nhân, dấn thân cho một hành trình lâu dài với sự động viên và niềm tự do lớn lao. Điều gì đánh động con nhất? Thông điệp của Chúa Giêsu gửi gắm cũng là điều con muốn lan truyền, và con sẽ truyền tải nó bằng kinh nghiệm và lòng nhiệt thành của chính con. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Bước vào giây phút cuối ngày trong tĩnh lặng, con ghi nhớ và tạ ơn Cha vì những chi tiết trong ngày sống của con. Con hồi tưởng lại những lời nói và những thái độ của con. Có phải đó là điều mà Chúa Giêsu mong muốn? Con đã để người là đấng mà con nhìn thấy và trò chuyện qua mắt và miệng của con. Con đã chấp nhận lời mời gọi của người cho một tình bạn cá vị. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không muốn làm gì mà không có con. Người tặng cho con thần khí của người và bày tỏ tình yêu bạn hữu của người trên toàn bộ con người con. Nhờ đó mà biểu lộ tình yêu đối với thế giới bằng một cách thức mới. Lạy Chúa, xin Ngài thứ tha nếu con lầm lỗi và con viết ra dự định cho ngày mai. Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.